sự Phật giáo Hòa Hảo, xã Long An. Cùng đại diện ban nhân dân các ấp trên địa bàn xã. Về phía cha mẹ học sinh, tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hữu Tâm, trưởng ban đại diện hội cha mẹ học sinh. Từng cánh hoa châu miên để rồi họ thành một thảm lụa đỏ khắp cả sân trường của chúng ta rồi. Hè đã đến. Với mọi người, mùa hè chỉ đơn giản là thời tiết đã đổi khác trong vòng quay xuân hạ thu đông của đất trời. Nhưng với học sinh chúng em thì mùa hè thật đặc biệt và nhiều ý nghĩa. Kết quả cho thấy tỷ lệ học sinh khá giỏi và hạnh kiểm đạt khá, tỷ lệ học sinh bỏ
giảm dần so với các năm học trước. Các phong trào thi đua trong nhà trường luôn được quan tâm thực hiện và sự tham gia thực hiện các cuộc vận động học của ngành và thực hiện cái cuộc vận động học tập và làm theo năm học 2012-2013. Chúng tôi rất vui mừng khi được biết những thành tích vượt bậc của thầy trò trường trung học cơ sở Long An trong năm học này, với 8 học sinh đạt giải cấp tỉnh, giải